không có mà ợp ẹp, kể cả cái bình này luôn, không có, nó không có ợp ẹp. Tại vì đây là xe của Minh cho nên Minh mới dám test cho anh em xem, nó không có rung rung lắc như những cái đời xe trước đâu. Đó, rất là ok, anh em thấy chưa, quá tuyệt vời. Kể cả đồng hồ luôn nè, không có cái chi tiết nào mà gọi là mà hỏng hẻo hết anh em, rất là chắc chắn luôn. 8 trên 10 xe Nhật á nè. À cháu bật không gì hết. Ok, đây là những cái gì đánh giá của mình. Con xe này được, giá thành hợp lý, múc xúc về chạy. Đây, hôm nay Minh Biker sẽ giới thiệu cho anh em một cái con xe mà anh em hay nói là xe tàu. Xe tàu mua làm gì, xe tàu của bắp. Nhưng mà thực chất anh em thấy Việt Nam mình có sản xuất ra được chiếc xe nào chưa mà chơi xe tàu. Mà theo mình thấy nha, con xe tàu này giá bán của nó, đây là con CF Moto NK250, giá bán của nó hiện tại là 115 triệu. Ok, cho nó là cái giá mới đi. Nhưng mà hiện tại xe cũ của mình, xe này nói cũ nhưng mà không phải cũ, có nghĩa là bạn mua xe này mà nó muốn lên Z800 nhưng mà nó đổi lại thì giá của nó chỉ có 70 triệu thôi. 70 triệu mình bán cho mỗi con xe cực kỳ mới 220 mà nhiều công nghệ thì sao mà anh em dạy mà gì mà không chơi, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết review cái con xe này. Tại sao mà mình nói nó ngon, tại sao mà nói nó là xe tàu mà chất lượng nó khác biệt. Ok, bây giờ mình sẽ review cho anh em chê và khen cái con xe này luôn. Giờ phải nói gì đây, có thể mình dành một lời khen cho cái con xe này, đẹp. Thì đương nhiên người Việt Nam thích tiền ít mà đẹp, mẫu mã ok, thì đây xe tàu đáp ứng được. Tàu khựa, công nhận những cái xe của tàu thiết kế rất là đẹp luôn. Mới nhìn vô là anh em có thể cảm nhận ngay là cái con xe này giống đúc 390, đúng không? Giống đúc 390, nhưng mà có thể nói thiết kế này nó rất là đẹp luôn. So với giá tiền 115 triệu thì rất là ok, mới nha. Còn xe này khẳng định là anh em, Minh hiện tại bán chỉ có 70 triệu thôi. Order 3.000, mới mua năm 2020, mới mua đây thôi. Chủ xe mới mua đây là chủ xe có thể nói là rất là cao hứng, muốn lên 4 máy. Con này chỉ có 1 máy nha anh em, 249cc. Và nó chỉ có khoảng nằm từ 20 tới 25 mã lực thôi, tại vì cái con này thông số kỹ thuật rất là ít ở trên mạng ha. Và anh em nói cái xe tàu phụ tùng thay thế khó, nhưng mà thực chất con này rất là dễ. Những cái con xe Nhật như con Kawa ở đây, phụ tùng thay thế hiện tại cũng là nhập từ Trung Quốc, chợ Tân Thành không rất là nhiều, mình mua về mình thay rất là dễ, bố thắng nhâm sinh đĩa, chứ có ai mà ship một bộ từ Nhật về đâu. Đó, cho nên những cái con này phụ tùng nó còn dễ kiếm hơn nữa, nhâm sinh đĩa bố thắng xài chung được với lại mấy thằng Edwinner quay đồ luôn á anh em. Nói chung rất là đơn giản. Bỏ qua cái đó đi, bây giờ mình sẽ vào review chi tiết đi. Nói nó nhiều, nó lan man quá anh em. Cái điểm mà mình thích nhất đó là cái bánh trắng bùn của con xe này. Nó giống MT09 á anh em. Rất là cứng, rất là chắc chắn luôn nè. Cái con xe tàu mà mình thấy tàu lao nhất đó là con Phoenix.
Phương Hoàng Lữ đó, Phương Hoàng Lữ vừa đi vừa sửa á, thì con nói là mình thấy nó dởm thì ok, xác nhận con này. Những cái thứ chi tiết của nó rất là chắc. Có thể con này là hàng nội địa Trung Quốc á, nên nó rất là ok, rất là chắc, giống như MT09, trắng bùn rất là đẹp luôn. Xi nhan khỏi cần độ luôn, nhìn rất là bắt mắt, cực kỳ đẹp. Anh em thấy chưa? Hốc gió như R1, đẹp. Nhìn cái xe S Moto này á, anh em có liên tưởng tới đột kích không? Đột kích á, game đột kích á. Rồi tiếp một điểm nữa, con xe này mua cũ chỉ có 70 triệu mà xe như mới, sao anh em không mua? Mà tại sao mà mua một MT15 rồi chi, đúng không? MT15 bây giờ mới cũng 70 mấy rồi. Một cái điểm nữa gấp của nó nè, gia công rất là đẹp. Con xe này trọng lượng của nó khoảng 150 á, 150 kg á anh em đó. Từ cái gác chân rất là đẹp, nước sơn mình có thể khen cái con xe này, nước sơn đẹp, đẹp cực kỳ đẹp. Cục máy nhìn rất là hầm hố, 250 phân khối một máy. Rồi điểm mà cộng tiếp theo nè là cái đèn led 2 tầng. Cái đèn này anh em có thể mà anh em chơi xe có thể thấy nó giống con CB190F hoặc là đầu đèn Benelli à, nó rất là giống ha. KTM nữa, nó đèn na ná, phục đẹp, rất là đẹp, phục upside down rất là đẹp ha, phục ngược đẹp không. Cái điểm mà mình thích nữa nè, cái điểm mà rất là an toàn cho anh em chơi xe, người tàu rất là chăm lo cho cái an toàn cho dân Việt Nam mình là thắng ABS, thắng rất là đẹp, thắng đĩa trước rất là đẹp, cả sau vẫn ABS. Còn cái bô đúc gầm rất là đẹp luôn, bô đúc gầm đẹp cực kỳ đó. Gia Hân đang làm cameraman đó, quay bô đúc gầm cho anh em xem, đẹp cực kỳ. Rồi bây giờ khỏi nói nữa, ngoại hình nữa nói đi. Cái đồng hồ nè anh em, anh em qua coi cái đồng hồ nè, quay cái đồng hồ, khỏi quay dưới đi. Đồng hồ vừa chạy vừa xem phim luôn, y như cái điện thoại iPhone 12, 13, 14 anh em thấy không? Có hai chế độ chạy luôn nha. Cái ABS này anh em chạy thì sẽ hết nhấp nháy nè. Có hai chế độ chạy, mode chạy luôn, đó là mode chạy trời mưa và mode chạy trời bình thường, giống như khí hậu ở Việt Nam mình vậy đó. Khí hậu ở Việt Nam mình nắng mưa thất thường đó, trời mưa mở qua mode trời mưa mà mở qua mode. Giá tiền này làm gì có cái con xe nào mà có những cái mode chạy như vậy. Và những cái chi tiết gia công của nó không hề tàu chút nào nha. Có thể 9/8/10 thôi, chứ 9/10 hay quá, 8/10 cái xe Nhật luôn á. Sơn, nước sơn rất là ok, mình rất là thích, nhưng mà chạy con xe này á, cái cảm giác nó mang lại cho mình giống như là chạy con đúc vậy đó, nhưng mà nó sẽ không bằng đúc nha. Đúc là rất là ok rồi, nó sẽ không bằng đúc. Với lại chạy con này thì cảm giác nó rất là bốc. 1m6 vẫn có thể ngồi được nha anh em, ngồi rất là thoải mái. Đây cho anh em nghe tiếng máy nè. Anh em ở đồng hồ ở đây nó có hiển thị số luôn á anh em. Hiển thị số nè, hiển thị dòng mưa, hiển thị rất là đầy đủ, nó rất là đẹp. Và mình đã test chạy trời mưa không hề bị gì nha. Mình nghĩ con xe này nó sẽ bền á. Rất là đẹp luôn, còi. Ok, xi nhan, mọi thứ tuyệt vời. Đây là cái chìa khóa của con xe F Moto. Thì cái này gia công rất là bình thường, chắc là giảm giá thành thôi. Bình xăng to, không hao xăng nha anh em. Mình đi là mình đếm được là tầm 30 mấy cây một lít luôn á, gần 40 cây một lít, 30 mấy, gần 40 cây một lít. Cái điểm mà mình không thích có bởi vì nó là một máy anh em, nó một máy cho nên mình chạy tốc độ cao á, tầm 120, 130, 100 thôi là nó hơi rung, một máy nó cũng vậy, kể cả đúc 390 nó vẫn rung, chứ không có êm được bằng như cái dòng Kawa đâu nha, hai máy đâu nha anh em. Cái này là trải nghiệm thực tế luôn. Cái thích thì thực sự mà nói mà con này rất là thích. Con này mà nó mà mang cái thương hiệu của xe Nhật coi, bán tới giá 160, 170 luôn anh em, tuyệt vời. Vì nó là 250 phân khối mà một máy cho nên ga đậu rất là bốc, rất là bốc luôn. Chạy có thể nói là cực kỳ bốc.
cái khung sườn nè. Anh em nhìn khung sườn này anh em có thể liên tưởng đến cái con Benelli nha. Ducati thì không giống nhưng mà nhìn khung sườn này có thể liên tưởng đến con Benelli nè. Đó, đây là những gì mà mình trải nghiệm. Còn một điểm nữa anh em, đó là mâm ngôi sao giống như H2 anh em. Anh em có để ý không? Mâm ngôi sao như H2 nhưng mà không thể so sánh được. Nó ná giống như H2 đó. Tuyệt vời. Rồi, đây là cái những gì mà Minh đã trải nghiệm của cái con xe này. Minh đã chạy, đã trải nghiệm. Thấy với cái giá tiền này không có con nào mà có thể trang bị nhiều cái công nghệ được như con này nữa hết. Và đẹp như vậy hết á. 70 triệu xe cũ, anh em có thể mua được con nào? Lanh quanh thì không mua được con nào mà 250 phân khối đó. Đó, rất là khó. Và con này không, Minh thấy chưa có cái lỗi vặt nào hết. Chạy thấy ok, không phải khen nhưng mà chạy thấy ok. So với cái dòng tiền đó thì anh em không có phân bì được hết. Không phân bì được với những hãng xe khác được. Dòng so với cái số tiền này mà mua con xe này thì quá tuyệt vời rồi. Rất là tuyệt vời. Anh em mới tập chơi nữa, chơi chán bán 5-60 vẫn bình thường. Chán bán 5-60 vẫn có người mua. Và phụ tùng nó không có khó thay thế đâu nha anh em, rất là dễ luôn á. Con xe này chắc chắn. Nhưng mà so với giá 115 triệu á, mà hàng Trung Quốc á, thì nó vẫn, anh Minh thấy vẫn hơi cao. Ví dụ con xe này mà tầm giá 100 triệu coi, rất là ok. 100 triệu là hợp lý luôn á, 100 triệu là hợp lý luôn á. Thì chủ xe mua con này 115 triệu, giờ bán 70 là lỗ bao nhiêu? 45 đúng không em? Lỗ 45 triệu là lỗ quá, rất là được rồi. Giá này là được, anh em chơi được rồi. Đó. Thì bây giờ đó, anh em nào mua thì nhắn tin cho Minh, số điện thoại, Zalo. Sau này anh em không đi nữa thì mình vẫn thu lại xe cho anh em, vẫn thu xe cũ lại cho anh em. Xe này đi ban đêm sáng lắm, mọi thứ đồng hồ điện tử, đồng hồ đẹp. Con này có thể nói một từ hơi đẹp. Rồi, còn anh em nào đã từng chạy con này thì hãy đánh giá cho mình biết thì nó sao. Thì mình trải nghiệm con xe này sao thì mình nói vậy thôi. Rất ok, góc lái rộng. Chỉ có ga đầu nó hơi hật giật, nó hơi hổn thôi, tại vì nó một máy. Nó tiết kiệm xăng, cho nên ga đầu rất là giật. Nói chung hôm nay trời mưa anh em, phải quay lẹ, cho nên phải quay nhanh cho anh em á. Chứ mà không mưa là mình sẽ làm kỹ hơn cho anh em về con xe này, nghiên cứu kỹ hơn về con xe này. Anh em thấy gia công cái phần bình xăng không? Không có mà ợp ẹp, kể cả cái bình này luôn, không có nó, không có ợp ẹp. Tại vì đây là xe của mình cho nên mình mới test cho anh em xem, nó không có rung rung lắc như những cái đời xe trước đâu. Đó, rất là ok. Anh em thấy chưa, quá tuyệt vời. Kể cả đồng hồ luôn nè, không có cái chi tiết nào mà gọi là mà hỏng hẻo hết anh em. Rất là chắc chắn luôn. 8 trên 10 xe Nhật á. Nè, à cháu bật không gì hết á. Rồi ok, đây là những gì đánh giá của mình. Con xe này được, giá thành hợp lý, múc sức về chạy